30 là 10. Đấy, bạn xin cảm ơn hóa đi bộ là vui đóng đen à. Bây giờ 10 giờ mấy là vẫn còn đi tắm đi bộ ngoài đường đi xanh đèn đỏ. Phải như bên Việt Nam mình là đi sao đi biết 2 tuần. Đây cũng có Takisemaya nữa các bạn, Takisemaya ở bên Sài Gòn này. Đây cũng có đây là tàu điện ngầm rồi các bạn. Khá là dài. Giờ tàu điện ngầm sẽ đóng cửa lại và nó chạy nữa các bạn. Singapore đa số đi bằng tàu điện ngầm hết.
vịt nè, rơm miếng thui nè. Đây, ngon không? Ngon các bạn, vịt quay đây rất là ngon, cay nó cái ngành hải quá. Gạo cũng khô khô bình thường. Hay quá. Ngon á. Nói chung ngon, cái cơm vịt quay Bắc Kinh này ngon. Này hết 6 lô 8. Đây. 8 đô. Sườn nổi tiếng của Singapore rồi các bạn. Nè. Giờ ăn thử nè. Đây là món nổi tiếng này, là hết cái món này là hết 8 đô rưỡi. 8 đô rưỡi là tiền Việt Nam mình là khoảng 100 rưỡi một con này nè các bạn. Đó. Chúng mình cũng mặn mặn mặn. Ăn thử ngon không? Sườn heo các bạn, mình mà bình thường ăn thịt heo cũng khác gì đó. Ăn thử cho biết thôi. Nó nước này nó nấu cũng mặn 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 giống như canh đu đủ mà hầm xương các bạn, cũng khác gì đó. Nói chung là món này là bình thường thì mình thấy bình thường, không có gì đặc sản. À, hiện tại thì mình đang chuẩn bị ra Universal. Mua quế đi. Kia có cáp treo à, đi kìa các bạn. Đó. Cáp treo à, sau lưng. Rất là đẹp. Cảnh đây rất là đẹp. Trời hôm nay mới vừa mưa nữa, Singapore hiện tại bây giờ là 10 giờ 15. Trời rất là tối các bạn. Nghĩa là 10 giờ 15 bên Singapore giống như là hiện tại là giờ 6 giờ sáng bên Việt Nam mình á. Tại vì Singapore là khoảng 8 giờ mới gọi là trời, mặt trời bắt đầu mới xuống. Sentosa. Đây là bảo tàng Ai Cập rồi các bạn. Quá là đông. Lùa nha các bạn, mấy người này đã hội người ta lùa rất là nhiều.
của Singapore, quận 1 giống như quận 1 Sài Gòn rồi. Ở đây mỗi cái tư có đèn xanh, đèn camera rất là nhiều. Đây là vượt đèn đỏ là nó cấm xuất nhập cảnh lần sau luôn các bạn. Đi bắt cái này nè, đau kinh quá. Bây giờ mình vô Nike, máy mua con Nike mới tin luôn, rồi đập hộp để mang luôn. Đây là đôi Nike E Max 270, đây là đôi mới nhất của Nike luôn các bạn. Đây, tí gì? Đây là mình mua đôi giày nè, với giá là 229 đô xin nè. Còn đây là thuế nó là 14 đô mấy, là 15 đô. Kèm theo phí dịch vụ là gần 3 đô nữa. Nếu mà các bạn nào mà không em theo mà bắt bo đó thì mua nó sẽ tính phí cho các bạn là gần 18 đô. Thêm 18 đô trong 229 đô nữa. Nhưng mà nếu có mà bắt bo thì nó chỉ có 229 đô thôi. Thì các bạn sau này đi mua đồ nhớ mang theo bắt bo. Bạn thấy nè, đây nè, đây là thuế nè, gần 15 đô nè, đây là phí nè, 3 đô nữa nè, 18 đô nữa các bạn. Hiện tại mình ở khu ẩm thực của châu Á nè các bạn, ở trung tâm của Singapore luôn. Thì sau khi mua giày xong giờ mình vô đây mình ăn nè các bạn, thử ngon không? Đây là chợ ẩm thực Asia tại Singapore. Đây là tập trung những đồ ăn của châu Á rất là đông. Đây các bạn, rất là đông luôn. Ôi siêu tử, khá là đẹp, đó là siêu tử đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đường ở Singapore nè, nói chung là đường nào nó cũng có cây xanh hết á, cây xanh rất là nhiều. Ở ngã tư này cũng toàn là cây xanh không à, bốn phía xung quanh đều là cây xanh hết. Nói chung là cho dù góc ngã tư thì đều trồng cây xanh rất là nhiều. Thank you.
trung tâm tài chính Final Singapore. Bạn giờ em tạm mình đang ra tới Vịnh Sư Tử rồi. Ở sông Sư Tử biểu tượng Singapore, đây là cái đẹp các bạn. Đầu này xuống Sư Tử vậy này. Đây là con sư tử. Bây giờ mình đang núp dưới gầm cầu rồi các bạn. Quá nắng. Đây. Đây là gầm cầu mình mới vừa núp. Xung quanh hiện tại Singapore giờ là 40 độ C rồi. Ai cũng buông ra đây coi sư tử hết á. Chỉ người đi sớm với mình mới núp được dưới gầm cầu rồi các bạn. Đó, núp dưới gầm cầu. Ở kia là thuê thuyền đi vòng vòng á. Thank you. Ngon các bạn, rất là mát. Đây, với một lô thôi. Ngon. Ngon như kem, ngon kem Việt Nam luôn á. Nhưng mà đây chỉ là xe đẩy thôi. Hiện tại là bên em ở Lisbon đi rồi. Ở Singapore. Đây rất là đông. Kỳ luôn. Đây là bán đồ ấm. Đây bán đồ ấm đúng không ạ? Đây là cái cơm cơm gì đã chét của Ấn Độ rồi các bạn. Nè. Đây là cơm tiên á. Đỏ đỏ. Tiên với thú nè. Đây là thịt kìa. Thịt kìa. Heo thịt gà giống như không biết thịt gì á. Đây. Đây đỏ như gốc, không biết này là gọi là cơm gì á. Cơm thịt gốc, cơm chiên gốc nè. Đây. Đây là cơm cơm gà. Gà có trứng. Cái này là hết 5 đô. 5 đô rưỡi. Cái này là 4 đô. Đây là canh mu pan chân gà nè. Món này hết 5 đô. Cái này giống cà ri các bạn. Cái này giống cà ri gà nè. Đó. Đây là mua nước. Nước thì xanh xanh mua thử, thấy là nước bãi. Cái bãi mà chế cái nước siro gì à. Món đỏ. Món này là nước bãi. Đó các bạn. Đây là ngoài sân bay nè. Rất là đông các bạn. Giờ là mình ngồi ăn lẩu, chờ check in đi về. Tạm biệt Singapore. You have both.
không sao anh. Trong vòng 2 ngày sạch trơn, không ăn hàng, hàng bỏ vô, ngày nào cũng bỏ vô cho ăn. Sợ quá ơi. Tại vì ngày có gì bư, đi qua bư. Không ăn, ăn hẳn xí lít á. Trời ơi. Ăn cái gì mày tới lỗi mà em cắt cái bột phô mai nhỏ nhỏ ra vậy nè. Mày em bỏ trộn vô hàng để dụ với ăn hàng. Nó lại ăn quá hả? Nó lại ăn quá hả? Nó lại ăn quá hả? Vui tính dữ lắm. Nó hiền luôn hả? Dạ hiền, dễ thương. Mà đôi khi ở trong lòng thì nó buồn buồn thả ra ngoài nó chơi nó rớt sữa. Em rớt sữa mà.